Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em. Chào mừng quý cô chú anh chị em đã đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em nha. Em kính chúc cả nhà mình có một buổi tối xem clip nhiều niềm vui. Ngày hôm nay thì em có quay lên được một đoạn clip gửi đến cho tất cả mọi người. Thì sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi luôn luôn đặt đến. Tại sao bên Tài làm phô mai chỉ làm đế thôi, làm gọn gàng thôi, tại sao không chừa những cái gốc cành về nhà để cho quý cô chú anh chị tự cắt? Cái này thì nó cũng hơi khó và nó cũng hơi dễ cho em. Nếu mà mình làm ra rồi thì mình để nguyên vậy thì cũng không sao. Nhưng có cái với những khách hàng mua mai của bên em rồi á, thì cái sản phẩm của bên em làm ra phải nó là phải hoàn thiện nha cả nhà. Đây, đó là những cái phô mai vàng của bên em. Khi làm đế rồi thì phải sao? Gọn gàng, sạch sẽ nha cả nhà. À, đế này, thân, cốt cành. Thì bên em sẽ không phải gọi là phá thế, bên em chỉ là cắt ngắn lại những cái cốt cành. Tại vì cái thân thủ cây này nó đã có sẵn rồi, thì bên em chỉ cần cắt ngắn lại thôi. Đó, về nhà của chính chị ghép cũng được mà nuôi diêm cũng được nha. Đây, củ đế nó đây. Đó thì mình làm sao làm phải hoàn thiện một cái phôi mai. Cô chú chị nhìn thấy cây này đẹp không? Phải nói cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Nó nét cây cực kỳ. Đó, nói chung ra thì những cái mặt hàng này á thì bên em đã làm hoàn thiện phôi rồi. Quanh cái này thì em cũng lên giao lưu cho cả nhà mình nha. Đây, quanh tầm khoảng chừng 33 34, củ đế được khoảng chừng 1 mét, cây này cao hiện tại chưa cắt cây á. Thì nó tầm khoảng chừng 70. Cái này lúc vận chuyển thì em đã làm chóc da chỗ này chút xíu cả nha. Cốt cành cái này cực kỳ tịch luôn nha. Đó. Cái này thì cây số 1 đi nha cả nhà. Em vẫn lên giao lưu với cả nhà nha. Tại vì ngày hôm nay anh em đã làm về hết rồi. À, chỉ còn có mình đó anh em thôi. Bởi vì cũng hơi khó quay. Đó, em chỉ quay ngày hôm nay lên cho cả nhà mình 3-4 cây ha cả nhà. Cây số 1. Đó. Sâu. Lực lưỡng hết trơn. Điểm dương. Cây đầy đủ. Cái này thì em giao lưu với giá cả nhà là giá 13 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em 0912256200. Quý cô chú anh chị hợp nhãn cái này. Alo lại cho em nha. Cực kỳ đẹp. Còn cái này là cái số 2. Cái này là một cái size mới của bên em. Hàng này thì em chỉ nhập về được có 3 cây mà trong khi đó em giao lưu lẻ một cây, còn một cây chưa làm và làm chỉ được một cái này. Củ này được 88, hoành eo của nó là được 33. Nồi đế của nó được 1m1, cây này cao được 60. Cái này mặt thẹo vẫn còn nha cái này. Đây, củ đế của nó đây. Cái này thì bự dữ dằn bự nha cái nè. Đó, mặt tiền mặt hậu nói chung mặt nào cũng ok hết. Cái này thì lô này lô lớn của bên em. Thì em đang giao lưu giá cả nhà là giá 15 triệu 500 em bao ship nha. Đó, thì nói chung cây này thì em đã đưa cho anh Trọng làm cây, anh lên giao lưu. Đó, củ đế nó nạt vô cùng nạt luôn nha cái nè. Cả nhà nhìn thấy này giống gốc nhớt không? Cực kỳ giống luôn. Đó, cái này thì em đã cắt rồi, anh Trọng cắt rồi. Đó, thì cái này cái số 2. Cả nhà mình thấy thì cứ hợp nhãn cái nào thì cứ alo cho em. Còn riêng về vấn đề cái này. Nè, cả nhà mình thấy cái cục đế đó. Cái này là một cây trực huyền. Nói chung nồi đế của nó thì bao cũng nha cả nhà. Đây, nồi đế nó đây nha cả nhà. Đó, mặt nào cũng được hết á. Nói chung em để lòng bàn tay gì quý cô chú chị thấy nè. Nồi đế sắp. Cây này tương lai thì nó lên dữ lắm nha cả nhà. Đó. Đây. Cây này thì hoành eo của nó khoảng chừng 34-35. Cây này chưa cắt nha cả nhà. Cây này chưa có cắt cây. Cao hiện tại giờ tầm khoảng chừng 65. Cây này anh em mình vô chậu 6 nha. Sát cây cực kỳ bự. Quay đế ở dưới nó có luôn nha cả nhà. Đây, có hết trơn nè. Nói chung nếu mà đoạn clip ngày hôm nay thì cũng hơi không được đẹp cho lắm. Tại vì cũng có mình nên quay à. Quý cô chú chị coi thì nếu không được thì ngày mai em sẽ quay lại cho quý cô chú chị cùng xem. Cái này thì em chốt giá quý cô chú chị là 14 triệu. 14 triệu nha. Hàng này hàng xa lớn nha cái nè. Nồi đế nó như cái thúng vậy đó. Mặt thẹo đây. Nói chung cây này cắt ra tịch cốt cành vô cùng. Tại vì ngày mai em có chuyến đi. Tối ngày hôm nay em lên hàng đi Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp. Đó. Rồi. Cái này cái số 3 nha cái nè. Còn quay qua cái này. Cái này là cái cây hôm trước em có lên. Mà nói chung ra thì em không có đợi chờ được khách hàng khi chốt cây mà gửi lại. Nói chốt nhưng có cái cứ gửi lại thì cũng thiệt thòi cho em. Cây này là một cây dáng bay, cũng có thể làm cây đổ mà cũng hơi khó. Nồi đế mặt tiền thì cũng không giữ cho lắm nha cái nè. Em chưa có vệ sinh nè, cốt cành nó mọc tịch vô cùng luôn. Nồi đế như cái thúng vậy đó. Đó. Có mặt tiền nhìn không có đã nha cái nè. Mua bán thì có sao nó vậy, mặt tiền nó chỉ được gì thôi. Còn mặt hậu nó đây nè. Đó. Cô chú chị cũng có thể lựa chọn cái mặt này là mặt tiền cũng được đấy. Chú cô chú nhìn thấy nó cực kỳ gọi là nét cây nha cả nhà. Đó, quay giùm.
Cây này thì hoành eo nó tầm khoảng chừng 27-28 cây nè, cao lên được 40. Cây này em chốt giá 12 triệu nha cái nè. Còn cây này cây size tầm trung của bên em nè. Đây. Cái này thì nói chung ra thì nó cũng là dạng như một cây trực huyền. Để nói chung cũng ngồi để sắp cũng khéo cây. Đó. Khéo cây lắm. Mấy này thì em chưa có cắt cây nè, em quay lên để cho anh quý của chú chị em nhận xét rằng là khi mà những cái phôi mai của mình á, mình làm ra rồi á, là bắt buộc là mình phải cắt cây hoàn thiện. Đó, chứ đôi khi mà để gì của chú chị cũng chưa nhìn ra những cái kiểu mình cắt như thế nào, mình phá như thế nào cũng hơi khó. Cây này thì em đang vô lưu giá của chú chị em là 10.500.000. Em bao ship ha. Cây này cây số 5. Đây là cái tổng thể của ngày hôm nay em quay cho cả nhà mình xem nha. Cây số 1, cây số 2, cây số 3, cây số 4, cây số 5. Đây. Đó, 5 4 3 2 1. Đó, những mặt hàng bên em luôn luôn làm gửi đến cho tất cả mọi người. Cây hoàn thiện, bao ship tới nơi. Giá rất là tốt nha cả nhà. Khi cả nhà mình nhận cây mai thì đảm bảo cả nhà mình sẽ hài lòng khi số tiền mà quý cô chú chị đã bỏ ra mua sản phẩm bên em nha. 1 2 3 4 5. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Hy vọng sẽ được quý cô chú chị em ủng hộ em clip ngày hôm nay ha. Đó, những sản phẩm này nó thực sự ra làm nó cả nhà mình luôn. Hoành nó không có nói lên được tất cả. Những mặt hàng này là vô những cái cây mà bonsai lùng á là nó rất là gắt cây nha cả nhà, rất là gắt cây. Em còn một cái cây mai trực, em chốt đơn hàng cho khách hàng rồi nè. Khách hàng vẫn gửi ra đây, giờ này chưa lấy đang ra tược. Nó thế thì thò cho bên em. Rồi. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em nha. Kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Clip của em xin kết thúc tại đây. Em xin mến chào quý cô chú anh chị em ạ.